Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Cùng với học sinh cả nước, hơn 262.000 học sinh trên địa bàn tỉnh tưng bừng phấn khởi bước vào năm học 2023-2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự, tặng hoa và chúc mừng thầy và trò các nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2023. Các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các phong trào đoàn viên, người lao động Ninh Bình thi đua làm theo lời Bác. Lao động giỏi, lao động sáng tạo, từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu với những mô hình hay, cách làm mới, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, cùng với hơn 22 triệu học sinh cả nước, trên 262.000 học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã hân hoan tới trường khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học được coi là giai đoạn bứt tốc trong đổi mới giáo dục phổ thông. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng tại trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban tuyên giáo, Văn phòng tỉnh ủy và thành phố Ninh Bình. Năm học 2022-2023 vừa qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành, sự nhiệt tình, tâm huyết tích cực đổi mới phương pháp dạy học của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua rèn luyện của thầy và trò. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy đã hoàn thành nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả nổi bật. Học sinh của trường đã đạt 39 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 1 giải nhất, 7 giải nhì, 14 giải ba và 17 giải khuyến khích. Có 2 học sinh được vào tham gia dự tuyển quốc tế môn sinh, 10 trên 10 học sinh đạt giải kỳ thi Olympic toán học sinh sinh viên toàn quốc, trong đó có 8 huy chương vàng. 100% học sinh tham dự các cuộc thi học sinh giỏi, các trường trung học phổ thông chuyên, khu vực Duyên Hải, Đồng bằng Bắc Bộ và trại hè Hùng Vương, các trường chuyên phía Bắc đều đạt giải. Đoàn tuyển của nhà trường xếp thứ hạng cao. Chất lượng giáo dục đại trà của trường được duy trì tốt, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất toàn tỉnh. Hàng trăm học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nhiều học sinh được xét tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường được quan tâm thúc đẩy và đạt nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt, năm học vừa qua đã có 61 học sinh tiêu biểu của nhà trường vinh dự được kết nạp vào Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Gióng trống khai giảng và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tỉnh đã nỗ lực chủ động sáng tạo, thực hiện tốt chủ đề năm học, đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, thiết bị cho giáo dục được tăng cường, quy mô trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong tỉnh. Kết quả giáo dục toàn diện các cấp học tiếp tục được khẳng định vững chắc ở mức cao. Ninh Bình duy trì là một trong số 7 tỉnh của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức cao nhất. Năm 2023 là năm thứ tư liên tiếp, Ninh Bình có điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đứng trong top 4 tỉnh dẫn đầu cả nước. 8 trên 9 môn thi có điểm trung bình trong top 10 tỉnh cao nhất. Điểm trung bình 4 khối xét tuyển đại học đều trong top 5 tỉnh cao nhất cả nước. Gần 500 thí sinh đạt 27 điểm trở lên ở các tổ hợp xét tuyển đại học. Thành tích giáo dục mũi nhọn duy trì ổn định ở mức cao, chất lượng giải các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia tăng cao. Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục tỉnh nhà và trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cho biết, tỉnh luôn xác định chăm lo cho sự nghiệp giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của tỉnh. Trong nhiều năm qua, tỉnh luôn tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trên địa bàn tỉnh.
tỉnh rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm đầu tư cho giáo dục mũi nhọn. Trong đó, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy đã được ưu tiên nguồn lực lớn để tăng cường cơ sở vật chất với các chính sách đặc thù dành cho giáo viên và học sinh. Trước yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục tiếp tục lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện chủ đề năm học đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đối với thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, cần nhận thức sâu sắc về đổi mới giáo dục và đào tạo, không ngừng sáng tạo trong quản lý và dạy học, đảm bảo thực chất, gắn việc dạy học tri thức với giáo dục đạo đức, lý tưởng và kỹ năng. Trong đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt học tốt, làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên sâu để tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục mũi nhọn, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có trong hoạt động dạy học, chuẩn bị tốt các điều kiện và nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Bộ, của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy thực sự là hình mẫu khối trung học phổ thông trong tỉnh về nội dung, phương thức tổ chức và chất lượng giáo dục. Nhấn mạnh triết lý đổi mới giáo dục và đào tạo phải lấy học sinh là trung tâm, giáo viên là động lực, nhà trường là nền tảng. Đồng chí đề nghị mỗi giáo viên phải kích hoạt, khơi dậy năng lực, tính tích cực của người học, làm cho học sinh thực sự là trung tâm của quá trình dạy học, thực sự là con người tự chủ và tự do trên trường lớp và mỗi bước đường đời. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, dấn thân với nghề bằng tất cả thao thức và tinh thần, sự thôi thúc của lương tâm không ngừng tự học và bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, khơi nguồn đam mê, sáng tạo, phát huy tốt nhất phẩm chất năng lực học sinh. Có đóng góp thiết thực hiệu quả vào nhiệm vụ quan trọng của giáo viên trường chuyên là phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh. Đối với các em học sinh, phải có lý tưởng và hoài bão lớn, giàu khát vọng vươn lên, tích cực tu dưỡng rèn luyện, định hình cho bản thân những giá trị tích cực, thể hiện bản sắc của học sinh trường chuyên về tư duy, kiến thức, kỹ năng và nhân cách để xứng đáng với niềm tin của gia đình, nhà trường và xã hội dành cho các em. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp các ngành chủ động vào cuộc, chăm lo nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục đào tạo, tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo tốt các điều kiện cho phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tham mưu ban hành kịp thời các chính sách phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh, quan tâm các chính sách đặc thù về chế độ, về công tác tuyển dụng, sử dụng giáo viên đối với trường chuyên để xây dựng đội ngũ nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. Từ đó đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, cũng như các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã tặng hoa và bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhà trường. Trong không khí rộn ràng háo hức của ngày khai trường, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy thể hiện đã khẳng định một lần nữa quyết tâm kỳ vọng về một năm học mới với những thắng lợi mới, thành công mới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn và đoàn đã đi tham quan cơ sở vật chất của nhà trường. Cũng trong sáng nay, đồng chí Ma Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Trung học Phổ thông Gia Viễn C. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Gia Viễn. Đóng trên địa bàn thuộc các xã phân lũ, chậm lũ của huyện Gia Viễn với điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Song trong những năm học qua, trường Trung học Phổ thông Gia Viễn C đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh học lực khá giỏi đạt gần 72%. Tỷ lệ học sinh giỏi tăng 1,2% so với năm học 2021-2022. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông duy trì đạt 100%. Điểm xét tuyển đại học theo tổ hợp các khối thi truyền thống có 54 học sinh đạt từ 25 đến 28 điểm. Trong đó có 6 học sinh đạt trên 27 điểm. Đối với môn giáo dục công dân, toàn trường có 17 học sinh đạt điểm 10. Bên cạnh đó, nhà trường đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác giáo dục đạo đức, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng và kết nạp học sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào đảng. Từ năm 2021 đến nay đã kết nạp được 37 học sinh vào đảng. Gióng trống khai giảng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định,
Những thành tích mà trường Trung học phổ thông Gia Viễn C đã đạt được không chỉ là niềm vui, phấn khởi của thầy trò nhà trường, của ngành giáo dục và đào tạo, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn. Biểu dương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và chúc mừng những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của các cấp các ngành, của phụ huynh học sinh, cấp ủy, ban giám hiệu và hội đồng sư phạm trường Trung học phổ thông Gia Viễn C cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 51 KLTU của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 12, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, phải kiên trì, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Cấp ủy, ban giám hiệu và hội đồng sư phạm nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể với các giải pháp đồng bộ, khả thi và tổ chức triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học mà ngành giáo dục và đào tạo đề ra là đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên gắn với bồi dưỡng và kết nạp những học sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng. Chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục học sinh, phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Nhấn mạnh chăm lo cho giáo dục và đào tạo là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh, toàn xã hội hãy tiếp tục quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, dành những điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của học sinh. Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc và bố trí nguồn lực sớm xây dựng trường Trung học phổ thông Gia Viễn C đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất chúc tập thể nhà giáo, các em học sinh trường Trung học phổ thông Gia Viễn C luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích mới trong năm học mới. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Gia Viễn và đại diện các cơ quan đơn vị đã trao tặng nhà trường những phần quà, lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng vào một năm học mới với những thành tựu mới. Sáng nay, hòa trong không khí vui mừng phấn khởi chào đón năm học mới 2023-2024, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng với thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Tam Điệp. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Tam Điệp vui mừng chào đón trên 470 học sinh khối lớp 10, nâng tổng số học sinh trong toàn trường lên trên 1.000 học sinh. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực của các thế hệ thầy, cô giáo và các em học sinh, nhà trường ngày càng khẳng định vị thế của mình. Năm học 2022-2023, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích vượt trội, được suy tôn ở đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua khối các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường vươn lên vị trí dẫn đầu khối các trường trung học phổ thông không chuyên về điểm trung bình các môn thi. Có gần 60 lượt học sinh điểm thi đạt từ 27 điểm trở lên ở các khối xét tuyển đại học cơ bản. Có một thủ khoa của tỉnh ở tổ hợp A01, thi kiểm định chất lượng khối 11 xếp thứ nhất trong khối các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Đặc biệt đây là năm học thứ 2 liên tiếp, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ là đơn vị dẫn đầu tỉnh về phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi với tổng số 122 giải, trong đó có 10 giải nhất, 60 giải nhì. Có một học sinh đạt huy chương vàng cuộc thi quốc tế về sở hữu trí tuệ, sáng tạo, đổi mới và công nghệ tại Thái Lan. Một học sinh đạt huy chương bạc tại cuộc thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2022. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ của trường luôn được triển khai sôi nổi, hiệu quả thiết thực. Kết thúc năm học 2022-2023, nhà trường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập thể nhà trường năm thứ 2 liên tiếp được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc bày tỏ vui mừng phấn khởi khi được về dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, một trong những ngôi trường giàu truyền thống và thành tích của tỉnh.
Đồng chí cũng chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật, đáng tự hào mà Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ đã đạt được trong năm học 2022-2023, đặc biệt là sự nỗ lực đổi mới trong quản lý tổ chức hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tập thể lãnh đạo, quản lý giáo viên, nhân viên nhà trường. Với mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo toàn diện vững chắc, tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong năm học mới, Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và quản trị nhà trường, chủ động đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường học tập nề nếp kỷ cương, nâng cao hơn nữa vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục của tỉnh và quốc gia. Cán bộ giáo viên nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, tạo nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích để học sinh tham gia, đảm bảo an ninh an toàn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, tăng cường các nguồn lực phát triển giáo dục, xây dựng nhà trường thành trường trung học phổ thông chất lượng cao. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương quan tâm phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Hội khuyến học các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, huy động nguồn lực chăm lo tốt hơn sự nghiệp chồng người. Các em học sinh nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên, tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước thêm phồn vinh hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và các em học sinh một năm học mới, khí thế mới, thành công mới, tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt đẹp trong năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao tặng nhà trường bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố Tam Điệp và các đơn vị đã trao tặng nhà trường những lãng hoa tươi thắm, thể hiện sự kỳ vọng vào một năm học mới với nhiều thành công. Tới dự và chung vui với thầy và trò trường Trung học cơ sở Thạch Bình, huyện Nho Quan trong ngày khai giảng năm học 2023-2024 có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Nho Quan. Mặc dù là trường thuộc xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân. Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, có nhiều đổi mới trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn được giữ vững. Đặc biệt, kết quả thi học sinh giỏi của trường luôn nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu của huyện. Có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm học 2022-2023, nhà trường đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục huyện Nho Quan và trường Trung học cơ sở Thạch Bình đạt được trong năm học vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí đề nghị Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục đến cán bộ, giáo viên và học sinh một cách cụ thể, phù hợp. Trước hết cần nghiên cứu kỹ để cụ thể hóa chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục về nhiệm vụ năm học 2023-2024 vào kế hoạch hoạt động của nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt hoạt động của các câu lạc bộ, tạo môi trường giáo dục lành mạnh bổ ích, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chủ động trong việc thông tin tuyên truyền các hoạt động đổi mới của ngành, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện Hoa Lư.
Năm học 2022-2023, cán bộ, giáo viên và học sinh trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ năm học đạt được kết quả toàn diện. Nhà trường có nhiều đổi mới trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy năng lực người học. Nhiều giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong dạy học. Toàn trường có 530 trên 531 học sinh hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học, đạt tỷ lệ 99,8%. Có 15 học sinh đạt giải cấp huyện, 28 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 25 học sinh đạt giải cấp quốc gia. Cơ sở vật chất, khuôn viên của nhà trường đã từng bước được bổ sung làm mới, khang trang, sạch đẹp. Với những kết quả đã đạt được, nhà trường được Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tô Văn Từ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị chi ủy, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục đến cán bộ, giáo viên và học sinh. Trước hết cần cụ thể hóa thực hiện chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ngành về nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đồng chí tin tưởng rằng mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ luôn là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, coi trọng kỷ cương, tình thương và đề cao trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Các em học sinh ngay từ những ngày đầu của năm học này cần có ước mơ, hoài bão, xác định động cơ học tập, rèn luyện để trở thành những công dân phát triển toàn diện, sống có lý tưởng và yêu lao động, yêu quê hương đất nước. Tại lễ khai giảng, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã tặng lãng hoa tươi thắm cho tập thể thầy và trò trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn. Cũng trong sáng nay, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tới dự, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường tiểu học Yên Từ, huyện Yên Mô. Cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Mô. Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí hồ hởi phấn khởi với quyết tâm giành thành tích cao nhất trong năm học mới của thầy và trò trường tiểu học Yên Từ. Tại buổi lễ, đại diện ban giám hiệu nhà trường đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhắn nhủ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu, năm học qua, cô và trò trường tiểu học Yên Từ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp trồng người, chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn phát triển vững chắc. 100% học sinh được đánh giá đạt trở lên về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất. 99,5% hoàn thành nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục, vượt 0,5% kế hoạch. 171 trên 635 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, nhà trường có 10 học sinh đạt giải quốc gia. 116 em đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện tại các sân chơi trí tuệ. Với những thành tích ấy, 3 năm liền, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Yên Mô khen thưởng. Dịp này, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bùi Mai Hoa đã tặng hoa chúc mừng và biểu dương những thành tích cô và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề nghị chi ủy, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục đến cán bộ, giáo viên và học sinh. Trước hết, cần cụ thể hóa thực hiện chỉ thị của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ngành về nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trước thềm năm học mới, đồng chí mong muốn các thầy giáo, cô giáo phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, luôn là tấm gương sáng để học sinh học tập noi theo. Nhắc lại lời Bác dạy, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, phần lớn là công học tập của các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng mong muốn các em vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, rèn luyện vươn tới đỉnh cao của tri thức, góp công góp sức xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng thêm tươi đẹp. Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đã tới dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, cùng dự có lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, thành phố Ninh Bình. Năm học 2022-2023, thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã nỗ lực khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn trường có 148 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 19 giải cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đạt 85%, trong đó có 57 em đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy. Năm học 2023-2024, với hơn 1.500 học sinh và 70 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nhà trường đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh, để tiếp tục xứng đáng với bề dày truyền thống 69 năm của ngôi trường mang tên Người Cộng sản Kiên Trung, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lê Hữu Quý ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Mỗi học sinh ra sức thi đua trong học tập và rèn luyện để đạt thành tích cao hơn nữa. Đồng thời đề nghị các sở, ban ngành, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh luôn quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ cho công tác giáo dục của nhà trường. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã trao tặng nhà trường lãng hoa tươi thắm, thể hiện niềm tin và kỳ vọng về một năm học mới, nhiều kết quả, thành công hơn nữa. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới với cô trò trường mầm non xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh. Cùng đi có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Khánh. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông phụ huynh đưa các bạn nhỏ tới trường mầm non Khánh Cường để dự lễ khai giảng năm học mới. Các tiết mục văn nghệ của cô trò nhà trường được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí vui tươi phấn khởi rộn ràng cho buổi lễ. Năm học này, nhà trường có 12 nhóm lớp với gần 290 trẻ, hơn 30 giáo viên và nhân viên. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp, nhà trường có cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cảnh quan khuôn viên sáng xanh sạch đẹp thân thiện. Năm học qua, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã thỏa thuận với phụ huynh nâng mức ăn từ 17.000 đồng lên 20.000 đồng một trẻ một ngày, đảm bảo calo và tỷ lệ cân đối giữa các chất cho trẻ. Tổ chức chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Kết quả tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm học còn 1,1%, giảm 0,7% so với đầu năm học. Tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu chuẩn ở mức cao, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh, lãnh đạo huyện Yên Khánh và xã Khánh Cường đã tặng hoa chúc mừng biểu dương những thành tích cô và trò nhà trường đạt được trong năm học qua, với mong muốn tập thể nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc những mầm non tương lai của đất nước phát triển toàn diện. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Kim Sơn, tới dự lễ khai giảng năm học mới có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Kim Sơn cùng cán bộ giáo viên và 770 học viên trung tâm. Là đơn vị duy nhất trong 4 đơn vị dạy và học hệ trung học phổ thông trong tỉnh do cấp huyện quản lý, trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Kim Sơn đã có nhiều đóng góp và thành tích chung của huyện trong công tác giáo dục và đào tạo. Nhiều phong trào thi đua, phương pháp quản lý không ngừng được trung tâm đẩy mạnh và chú trọng đổi mới. Trong 42 lớp giáo dục phổ thông, tỷ lệ học lực khá giỏi luôn đạt từ 25% trở lên. Đa số các em đều được xếp loại hạnh kiểm khá và tốt. Đặc biệt, 2 năm liền, trung tâm có học viên đạt điểm 10 thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Giáo dục mũi nhọn luôn ở top đầu của tỉnh. Phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh. Công tác liên kết đào tạo nghề tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Kết thúc năm học 2022-2023, trung tâm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 5 năm liền được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên của tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đinh Việt Dũng đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc trung tâm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, nhất là những lời căn dặn trong thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, để mỗi học viên thấm nhuần lời dạy của Bác, phấn đấu trở thành công dân gương mẫu của quê hương Kim Sơn giàu đẹp anh hùng. Cán bộ giáo viên và học viên cần phải coi trung tâm là mái nhà chung để lao động, học tập và sáng tạo, xứng đáng với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng chí khẳng định, với sự kỳ vọng, tin tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và cha mẹ, các học viên của trung tâm sẽ làm nên tương lai của huyện Kim Sơn. Chương trình xin tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2023. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, đại diện thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá tháng 8, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có chỉ đạo công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030, cho ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo những quan điểm, định hướng quan trọng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số chủ trương quan trọng khác. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương, làm việc trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Quảng Ninh và làm việc với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Trong tháng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 01 của Chính phủ, nghị quyết số 78 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tập trung chỉ đạo điều hành tài chính ngân sách những tháng cuối năm, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2024. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút đầu tư, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ các công trình dự án, ra soát xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tích cực phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm rõ hơn những kết quả đạt được của địa phương, đơn vị, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm, trong đó có sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các vấn đề có liên quan, coi trọng công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quan tâm công tác dân vận nhất là trong giải phóng mặt bằng, tái định cư để nhanh tiến độ các dự án trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ, tập trung quyết liệt cho công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới biển, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đẩy mạnh thúc đẩy đô thị hóa, đảm bảo theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, tập trung rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo. Tổng kết đợt vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khẳng định trong tháng 8, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tiến hành nề nếp thường xuyên trên tất cả các mặt, nổi bật là công tác phát triển đảng viên, sổ tay đảng viên điện tử đạt nhiều kết quả tích cực, đã triển khai kịp thời bài bản các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các nhiệm vụ lớn quan trọng có ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển lâu dài của tỉnh. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lưu ý bối cảnh, tình hình, một số khó khăn thách thức đặt ra trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có ban hành quy chế làm việc mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, phát huy trí tuệ dân chủ, đóng góp xây dựng các nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ, cũng như xác định đường hướng phát triển cho tỉnh trong dài hạn, tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp dân, dân tộc, tôn giáo, tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2023. Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đồng chí đề nghị tiếp tục theo dõi, nắm bắt sát tình hình, nhất là các đơn vị đặc thù, vướng mắc, báo cáo kịp thời để có phương án giải quyết khả thi, sắp xếp phải giữ vững ổn định chính trị và nâng cao hiệu lực hiệu quả, hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, rào cản, đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng tối đa hóa lợi ích địa phương, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đẩy mạnh quảng bá du lịch bằng nhiều kênh khác nhau, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng nhu cầu bùng nổ du lịch, tổng kết giá trị thu được từ các hội thảo, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, hạn chế các điểm nghẽn khi thông qua phê duyệt,
tăng cường quản lý điều hành ngân sách, quan tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tập trung quy hoạch đô thị, đổi mới giáo dục, đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chỉ đạo tổ chức tốt đại hội hội luật gia, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trong đó ban hành kế hoạch cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và nguồn lực thực hiện, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần định dạng bản sắc địa phương và xây dựng thương hiệu Ninh Bình. Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân viên chức. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với các phong trào đoàn viên, người lao động Ninh Bình thi đua làm theo lời Bác, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu với những mô hình hay, cách làm mới, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khắc ghi lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tập thể giáo viên, đoàn viên trường tiểu học Trường Yên, huyện Hoa Lư đã không ngừng rèn luyện, tìm tòi sáng tạo ra những sáng kiến mới, tạo hứng thú cho các em qua mỗi bài giảng. Đến nay, 100% đoàn viên trong trường đều có sáng kiến đổi mới dạy và học, trong đó có 38 sáng kiến được đưa lên chương trình 1 triệu sáng kiến và ứng dụng vào thực tiễn. Trong cái việc viết sáng kiến nghiệm thì đã có ý nghĩa rất là tốt trong cái việc giảng dạy, thì đã phát huy được cái vai trò tích cực chủ động của học sinh, đã phát huy được những cái phẩm chất năng lực của học sinh. Và đối với bản thân giáo viên chúng tôi thì qua những cái lần viết sáng kiến thì là một trong những cái lần mà chúng tôi tích lũy được thêm kinh nghiệm, cũng như là sử dụng hiệu quả hơn các phương pháp cũng như là cái kỹ thuật hiện đại vào trong quá trình giảng dạy. Cụ thể hóa lời dạy của Bác, khối các doanh nghiệp đã gắn với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy tính năng động, tìm ra các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Ban chấp hành công đoàn công ty cũng phối hợp với chuyên môn để tổ chức các cái hoạt động, các phong trào. Trong 5 năm vừa qua thì đã có tổng 93 cái đề tài sáng kiến. Qua đó thì cũng đã làm lợi cho công ty cái số tiền cũng rất là lớn, cộng với cái việc là qua các cái sáng kiến thì nhằm giảm được cái sức lao động của công nhân lao động cũng như là giảm thiểu các cái số vụ tai nạn lao động. Trước đặc thù của công việc là nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, anh Nguyễn Đức Hạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thép QA Việt Nam, khu công nghiệp thành phố Tam Điệp đã chế tạo xe chuyên dụng, ứng dụng vào sản xuất, đã giúp công ty tiết kiệm được nhân công, giảm thời gian, nâng cao chất lượng sản phẩm với giá trị làm lợi khoảng 600 triệu đồng. Công việc hàng ngày chính là cái nền tảng để chúng ta thi đua. Thì công ty thép QA Việt Nam chúng tôi thì là công ty chuyên về sản xuất về thép xây dựng. Cái hiệu quả của nó đem lại thì thứ nhất là chúng tôi giảm được cái số người trong cái quá trình mà thay tháo cái thiết bị đấy. Thứ hai nữa là đảm bảo được cái tính an toàn trong cái quá trình thay tháo. Thứ ba nữa là trong cái đề tài đấy thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là chúng tôi không phải tháo lắp nhiều thiết bị, mà chỉ đơn giản là chỉ dùng cái thiết bị đấy có thể tháo độc lập được một chi tiết thôi. Học và làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn sản xuất đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên và người lao động. Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng 220 công trình, mô hình, có trên 10.200 đề tài sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng, đạt 144%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó có 72 tác giả được tặng bằng lao động sáng tạo. Liên đoàn lao động thành phố Tam Điệp tiếp tục động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các cái phong trào thi đua của tổ chức công đoàn nói chung, trong đó có phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, để công nhân viên chức lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và công tác, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động. Lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam, tiếp thêm động lực để cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh nỗ lực học tập, phấn đấu, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Asan, Hàn Quốc, đoàn công tác gồm các cán bộ và nông dân tiêu biểu của tỉnh do lãnh đạo Sở Nông nghiệp làm trưởng đoàn đã tham dự chương trình đào tạo phát triển nông nghiệp tại thành phố Asan. Dự lễ khai giảng có ông Park Kyung-gi, thị trưởng thành phố Asan.
Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi lời cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của chính quyền thành phố Asan và Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp và Khuyến nông thành phố đã dành cho đoàn. Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và tỉnh Ninh Bình với thành phố Asan nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển. Tỉnh Ninh Bình luôn đánh giá cao và coi trọng mối quan hệ hợp tác với thành phố Asan, khẳng định Asan là một trong những đối tác quan trọng nhất của tỉnh tại Hàn Quốc. Chương trình đào tạo tập huấn về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những chương trình tiêu biểu thành phố Asan đã dành cho tỉnh Ninh Bình. Phát huy hiệu quả của ba đoàn cán bộ, nông dân tiêu biểu của tỉnh đã được tập huấn tại Asan vào các năm 2017, 2018 và 2019. Đoàn công tác của tỉnh lần này mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đào tạo từ phía bạn, giúp cho các cán bộ, quản lý ngành, doanh nghiệp và nông dân tiêu biểu của tỉnh nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ trong quản lý, phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, thực chất. Thông qua hoạt động này càng làm tăng thêm sự hợp tác gắn bó sâu sắc giữa chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình với thành phố Asan, Hàn Quốc. Tại lễ khai giảng, thị trưởng thành phố Asan bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình, đồng thời thông tin những nét chính về tình hình phát triển nông nghiệp của thành phố Asan. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ hỗ trợ đoàn toàn diện để chuyến công tác của đoàn thành công tốt đẹp. Các chuyên gia sẽ nhiệt tình trách nhiệm chia sẻ những thông tin, kiến thức về phát triển nông nghiệp cho các học viên. Trong thời gian học tập tại thành phố, ông cũng hy vọng đoàn sẽ tích lũy thêm cho mình những kiến thức mới để sau này các học viên có thể áp dụng thực tế tại tỉnh Ninh Bình, mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả tốt đẹp ấy sẽ làm minh chứng cho tình hữu nghị hợp tác của hai địa phương Ninh Bình, Asan, Keo Sơn gắn bó như anh em một nhà. Sau lễ khai giảng, đoàn sẽ tham gia các nội dung của chương trình đào tạo phát triển nông nghiệp trong thời gian 12 ngày. Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động. Đây là sự kiện kết nối việc làm và định hướng nghề nghiệp dành cho người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tham dự phiên giao dịch việc làm có hơn 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng gần 1.000 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Trong đó có nhiều đơn vị tham gia tư vấn tuyển dụng trực tiếp với các ngành nghề như may mặc, xây lắp, xuất khẩu lao động, du học. Tại đây, người lao động, các em học sinh, sinh viên đã được nghe thông tin cập nhật về chính sách pháp luật, tình hình lao động, việc làm, dạy nghề, du học và xuất khẩu lao động. Đại diện các nhà tuyển dụng đã trao đổi về nhu cầu, vị trí việc làm, số lượng cần tuyển, mức lương, điều kiện làm việc và những chế độ phúc lợi. Đây là những cơ sở quan trọng để người lao động chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp, phát huy được năng lực sở trường của bản thân với mức lương tương xứng. Các em học sinh, sinh viên định hướng rõ ràng về nghề nghiệp và có cơ hội tìm được công việc tốt, phù hợp sau khi ra trường. Phiên giao dịch việc làm còn là cơ hội để các doanh nghiệp, trường nghề giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, tạo sự gắn kết trong hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh, tuyển dụng.